Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin từ một người được kỳ vọng Phạm Minh Chính hóa thành anh hề như thế nào. Có thể nói 5 năm nhiệm kỳ của Nguyễn Xuân Phúc là 5 năm diễn hài. Ông diễn rất nhiều vở kịch từ trong nước ra đến nước ngoài. Nguyên nhân là một con người thiếu năng lực, nói nhiều, làm ít, nói trước, quên sau, nói câu đầu mâu thuẫn với câu cuối. Từ đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tự biến mình thành một anh hề trên sân khấu chính trị Việt Nam và quốc tế. Là một thủ tướng là nắm quyền kinh tế của đất nước. Nếu con người có năng lực thì ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ biết địa phương nào là đầu tàu kinh tế. Thực ra, hỏi một học sinh phổ thông cơ sở ở Việt Nam thì cũng có thể có câu trả lời chính xác. Đó là thành phố Hồ Chí Minh là nơi đóng góp tới gần 30% tổng thu nhập quốc dân của cả nước và là nơi đóng tới 82% ngân sách thành phố cho Trung ương, để Trung ương nuôi những tỉnh nghèo. Tuy nhiên, khi đến các địa phương, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng vung gươm múa kiếm, bất kể ông tự biết mình không có võ, nên từ đó ông thành anh hề trên sân khấu chính trị trong nước. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc, người giống anh hề hơn là một thủ tướng. Cũng tương tự như việc đến địa phương nào, ông Phúc cũng nói là đầu tàu kinh tế cả nước. Thì khi họp bàn về quản lý ngành của các bộ, ông Phúc cũng bảo ngành nào cũng là mũi nhọn. Một thủ tướng mà không định hình được ngành nào là mũi nhọn thì điều đó cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc không có khả năng quản lý đất nước mà chỉ có khả năng khoác lác trước người dân trong nước mà thôi. Rồi 5 năm nhiệm kỳ của Nguyễn Xuân Phúc cũng qua đi, ông ta không giúp gì cho nền kinh tế đất nước bứt phá cả. Ông hơn ông Nguyễn Tân Dũng ở chỗ ông không phá nát nền kinh tế Việt Nam như ông Dũng trước đó thì cũng là may mắn lắm rồi. Cuối cùng thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng phải rời chiếc ghế thủ tướng và người thay thế ông là ông Phạm Minh Chính. Một danh hiệu anh hề được nhân dân đã gán cho Nguyễn Xuân Phúc là một danh hiệu không hề đẹp đẽ gì. Người dân cũng thấy xấu hổ vì một đất nước gần 100 triệu dân mà để một con người kém cỏi như thế đứng lên lãnh đạo. Đó có thể nói là nỗi nhục quốc thể. Tuy nhiên cũng phải đành chấp nhận vì Việt Nam là một đất nước độc đảng. Người dân không có quyền bầu cử nên đành bất lực. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nói đến tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là nói đến tránh cái xấu này nhưng lại gặp cái xấu khác. Việt Nam đã có một ông thủ tướng thành anh hề bất đắc dĩ là Nguyễn Xuân Phúc. Người ta kỳ vọng lần này ông Phạm Minh Chính sẽ là thủ tướng thì ông ta sẽ thay làm khá hơn những gì ông Nguyễn Xuân Phúc đã làm. Từ khi còn làm Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính đã viết sách về kinh tế. Người ta vin vào việc viết sách cho rằng ông Phạm Minh Chính sẽ khá hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, ông Chính có khá hơn không thì một thực tế mới có thể chứng minh được. Vào ngày 4 tháng 7, ông Phạm Minh Chính có phát biểu tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch như sau. Ngoài các phương châm phòng chống dịch đã có, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu bổ sung phương châm kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa truyền thống và hiện đại, giữa phân tán và tập trung. Thủ tướng lấy một số ví dụ như kết hợp Tây y và Đông y trong điều trị bệnh. Kế thừa truyền thống của cha ông ta trong đánh giặc là vừa kết hợp chiến tranh hiện đại với bộ đội chủ lực và chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân. Tinh thần là kết hợp sức mạnh tổng lực để kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đây là hình ảnh lời phát biểu của ông Phạm Minh Chính vào ngày 4 tháng 7 tại hội nghị trực tuyến về phòng chống COVID. Không biết một ông thủ tướng từng viết sách về kinh tế mà tư duy logic lại rất tệ như vậy thì ông điều hành đất nước kiểu gì? Kết hợp giữa phân tán và tập trung là kết hợp như thế nào? Giữa truyền thống và hiện đại thì kết hợp trong tình huống nào và cụ thể ra sao? Chẳng hạn như truyền thống mê tín thì phải mất đi, chứ chống dịch bằng tệ nạn mê tín thì chống dịch thế nào cho nổi? Vậy nên chỉ mới có 4 tháng nắm chiếc ghế thủ tướng, nhưng người dân thấy ông Phạm Minh Chính không khác ông Nguyễn Xuân Phúc là mấy. Nghĩa là người dân tránh vỏ dưa Nguyễn Xuân Phúc thì lại gặp vỏ dừa Phạm Minh Chính. Hiện nay tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Qua công tác chống dịch, người ta thấy rõ ràng ông Phạm Minh Chính chỉ đạo rất lúng túng. Thực hiện bắt cách ly tập trung phi lý, Bộ Y tế cho ra nhiều quy định bất hợp lý làm cản trở hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết yếu. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ và trầm trọng hơn. Số người viêm nhiễm tăng lên không ngừng. Và lý thuyết
chỉ là một phần mười những cái gì thực tế diễn ra, và số người chết cũng như vậy. Đất nước cần một người lãnh đạo có năng lực ắt phải thất vọng vì gặp phải một ông phủ thủ tướng nói sai, nói bậy nhiều hơn làm đúng. Và Phạm Minh Chính lại diễn hề như thế nào? Qua 4 tháng ít ỏi làm thủ tướng, nhưng người dân vẫn thấy trong ông Phạm Minh Chính có tố chất của một anh hề như Nguyễn Xuân Phúc. Mới có 4 tháng, ông Phạm Minh Chính đã diễn hề đến 2 lần. Ngoài phát biểu thiếu logic như trên, có lần ông Phạm Minh Chính đã dẫn vấn đề đánh Pháp với đánh Mỹ ra để tự sướng về khả năng sản xuất vaccine của Việt Nam. Khả năng nghiên cứu và phát triển vaccine của Việt Nam hiện nay như thế nào chắc mọi người cũng đã biết. Cho đến bây giờ vẫn là con số 0 tròn trịnh. Vào ngày 26 tháng 7, ông Phạm Minh Chính lên Quốc hội diễn lại vở kịch bầu bán tại Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Đây là lần diễn thật của một vở kịch mà ai cũng xem qua đã biết. Tuy nhiên, lần này diễn viên Phạm Minh Chính đã phối hợp diễn vở với Nguyễn Xuân Phúc, và Nguyễn Xuân Phúc diễn vở giới thiệu và bầu. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu thủ tướng mới. Theo thông báo chí Cộng sản Việt Nam cho biết, cuối giờ phiên họp vào ngày 26 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là hình ảnh anh Hề diễn lần này 2 lần sau 4 tháng. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc với vai trò Chủ tịch nước giới thiệu ông Phạm Minh Chính là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Thủ tướng nước Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, tức là từ tháng 4 năm 2021, là đại biểu Quốc hội khóa 15 để Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó, nếu không cần công bố thì ai cũng biết ông Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới là ông Phạm Minh Chính chứ không thể ai khác. Và ông Chính sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê quán xã Hòa Lộc, Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13 và đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông Phạm Minh Chính từng kinh qua các chức vụ như Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4 năm 2021, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật của Bộ Công an, vân vân. Và anh Hề Nguyễn Xuân Phúc và anh Hề Phạm Minh Chính song kiếm hợp bích như thế nào? Cách đây 4 tháng, cả Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính cũng thể thốt khi nhậm chức. Tuy nhiên lần này cũng lại gặp phải lời thề nhàm chán đó. Không biết cả ông Phúc và ông Chính có cảm thấy xấu hổ vì việc làm vô nghĩa đó hay không? Thể thốt mất thời gian mà cũng chẳng ai quan tâm trong thời kỳ dịch bùng phát dữ dội như thế này. Đây là hình ảnh hai anh Hề. 3 ngày trước, ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, ca ngợi ông Phạm Minh Chính hết lời là Chính phủ đã chủ động lường trước các tình huống từ kinh tế tới phòng chống dịch bệnh, đồng thời phân cấp, phân quyền rõ ràng cho các bộ, ngành, địa phương. Chính phủ 100 ngày qua là chính phủ chủ động và hành động vì dân. Tuy nhiên, thực tế, ông Phạm Minh Chính chống dịch có ra hồn gì hay không thì người dân đã có câu trả lời. Trong lúc dịch bệnh đang bùng phát mà Quốc hội lại tụ tập làm gương xấu cho toàn xã hội, làm người ta ngao ngán cái chính quyền này lắm rồi. Toàn là diễn những trò vô bổ mà không chú tâm vào công tác chống dịch sao cho hiệu quả. Trong một thời gian dài, Việt Nam không được công nhận là quốc gia có dịch vì số ca mắc và tử vong quá thấp. Nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam chống dịch bằng tuyên giáo. Họ không chịu đưa ra những con số thật mà là thông báo những con số thấp nhất như có thể để ca tụng thành tích chống dịch. Chính vì vậy, việc tiếp nhận vaccine theo cơ chế COVAX đã gặp khó khăn. Các nhà cung ứng cũng không ưu tiên vaccine cho Việt Nam mà dồn lực cho các nước giàu đang bị dịch tàn phá. Đấy là kết quả chống dịch của các anh Hề là như vậy. Lợi bất cập hại, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 7 năm 2021 với bản tin Từ một người được kỳ vọng, Phạm Minh Chính hóa thành anh Hề như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de